30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất trên kênh Tin Mới. Hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bài đánh giá của báo Trung Quốc về xe chiến đấu bộ binh mới nhất của Việt Nam là XCB-01. Trên trang Tuitao của Trung Quốc đã cho đăng tải bài viết nói về XCB-01 và tờ này đã cho rằng xe này chỉ phù hợp khi chiến đấu với các nước trong khu vực Đông Nam Á, nếu đụng vào Trung Quốc thì chỉ là một mục tiêu sống. Sau đây, Tin Mới sẽ dịch lại bài viết này để cho các bạn xem người Trung Quốc nghĩ gì về thiết xa của Việt Nam. Tờ báo cho hay xe tăng và xe chiến đấu bộ binh là vũ khí cơ bản nhất của một quân đội. Tuy rất khó phát triển xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tiên tiến, nhưng các cường quốc quân sự trước đây có rất nhiều mẫu mã sơ khai nên các nước nhỏ cải tiến bắt chước, thậm chí khả năng sản xuất được cấp phép. Việt Nam vốn luôn có trình độ phát triển công nghệ vũ khí quân sự thấp, nhưng thực tế đã có một loại xe thiết giáp chiến đấu bộ binh mới, đó là xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Nguyên mẫu của XCB-01 đương nhiên là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô, nhưng có khá nhiều cải tiến là xe chiến đấu bộ binh trưởng thành trong sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cũng có những vấn đề rõ ràng. Thứ nhất, khả năng bảo vệ của xe chiến đấu bộ binh BMP-1 chỉ dừng ở mức bọc thép hạng nhẹ, rất khó trong đó các đòn tấn công từ vũ khí mạnh hơn một chút. Thứ hai, pháo chính của xe chiến đấu bộ binh BMP-1 không dễ sử dụng, tuy có cỡ nòng lớn nhưng tầm bắn và độ chính xác khá hạn chế. Tên lửa chống tăng CM-14 phương Tây đặt tên mã là AT-3 là nguyên mẫu của AR-73 của Trung Quốc. Uy lực và độ chính xác của loại tên lửa này là không tốt. Điều đó có nghĩa là hỏa lực toàn bộ BMP-1 thực sự có chênh lệch lớn. Thứ ba, thiết kế thân xe BMP-1 có khuyết điểm rõ ràng. Mặc dù chiều cao cực thấp có thể giảm thiểu xác suất bị bắn trúng, nhưng không gian bên trong quá nhỏ, chiều cao bên ngoài chỉ áng chừng khoảng 2 m, tương tự như một số loại ô tô dân dụng hiện nay, dẫn đến môi trường hoạt động bên trong kém và thiếu tiện nghi. Vậy XCB-01 của Việt Nam đã cải tiến như thế nào? Báo Trung Quốc đặt câu hỏi. BMP-2 của Liên Xô là phiên bản nâng cấp của BMP-1, nhưng trên thực tế phạm vi nâng cấp là rất hạn chế. Thay đổi chủ yếu đó là tháp pháo 2 người được trang bị một khẩu pháo cỡ nòng nhỏ, không có nhiều sự nâng cấp thân xe. Vũ khí chính của XCB-01 về cơ bản là không có gì thay đổi, vẫn là pháo 73mm nên khó tấn công các mục tiêu bọc thép. Trên đỉnh tháp pháo có một súng máy hạng nặng 12,7mm, ngoài tác dụng phòng không còn có thể bắn trúng xe bọc thép. Tên lửa vẫn là 9M14, không rõ có cải tiến hay không, nhưng dù có cải tiến thế nào thì chỉ với công nghệ của Việt Nam e rằng chỉ bắn được vào sườn và đuôi của xe tăng. Nhưng đây rất có thể là một sự lựa chọn tốt để tấn công các cứ điểm hỏa lực cố định. Có thể nói Việt Nam đúng là chịu nhiều hạn chế về vũ khí, sức mạnh bản thân cũng rất hạn chế. Điều thú vị là Việt Nam thực tế đã thiết kế tháp pháo trước XCB-01, loại tháp pháo có kích thước nhỏ và chỉ có một cửa sập. Ngoài ra có 4 nòng phóng lựu đạn khói hoặc súng phóng lựu thân mảnh ở hai bên tháp pháo và một ống nạp tên lửa tương tự như BMP-1 ở trước đỉnh. Tuy nói là thay đổi nhưng thay đổi là rất hạn chế, khả năng bảo vệ là sự tiện lợi khi sử dụng về cơ bản, không có nhiều thay đổi. Sự thay đổi ở cấu trúc thân xe rõ ràng là lớn nhất. Có thể nói những khuyết điểm ở thân xe BMP-1 đã được cải thiện đáng kể ở XCB-01 như có thể thấy trong bức ảnh. Chiều cao của thùng xe đã được tăng lên đáng kể và khoảng cách từ đỉnh bánh xe đến đỉnh thùng xe cũng được tăng lên. Đồng thời, đuôi xe cũng có sự thay đổi, hình dáng vuông vức hơn, chiều dài cũng được tăng lên, khoảng cách giữa bánh xe chủ lực phía sau và đuôi xe cũng được tăng đáng kể. Hai cải tiến đã giúp tăng đáng kể không gian bên trong, tăng chỗ ngồi cho các thành viên cũng như khả năng chứa đạn và nhiên liệu. Sau những thay đổi này, ngoại hình chiếc xe XCB-01 có phần giống với xe chiến đấu bộ binh Type-04A. Đồng thời trông nó cũng mạnh mẽ hơn mẫu BMP-2 cải tiến mà quân đội Nga đang sử dụng. Ngoài những thay đổi trên của XCB-01 về cơ bản không có thay đổi gì, vũ khí không thay đổi, cấu trúc chính bên trong và động cơ vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, những thay đổi thực tế không bằng BMP-2 và hiệu suất tổng thể khi so sánh không tốt bằng BMP-2.
tôi đã quen khi nhìn thấy các loại chiến xa bộ binh trên thế giới ra mắt. Tuy nhiên sẽ cảm thấy chiếc XCB-01 chưa đột phá hoàn toàn, không có điểm sáng. Thật vậy, sự kết hợp của vũ khí cổ xưa và thiết kế thân xe khiến nó không giống vũ khí hiện đại một chút nào, rất khó giành được chỗ đứng trên chiến trường. Nó giống như một chiếc xe bọc thép đa dụng được phát triển cho cuộc xung đột quy mô nhỏ. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, XCB-01 có thể ra mắt, điều đó chứng tỏ họ vẫn có ý tưởng riêng mình và dòng xe BMP-1 trên toàn thế giới đã có rất nhiều bản thiết kế, ví dụ là cải tiến bước đầu. Mặc dù XCB-01 không thể so sánh với chiến xa bánh hơi của Trung Quốc, các loại chiến xa của Trung Quốc có thể đánh bại thứ này đến mức ngay cả ba mẹ cũng không nhận ra. Những chiếc XCB-01 trọng lượng nhẹ hơn và có khả năng tấn công linh hoạt, rất thích hợp để đối phó với các nước xung quanh. Những mâu thuẫn xung đột trong nước vẫn có thể có ích, miễn là đừng gây sự với đất nước đã từng đánh bật Việt Nam ra khỏi ảo tưởng là được. Các bạn thân mến, trên đây là những gì mà báo chí Trung Quốc nói về xe chiến đấu bộ binh XCB-01 của Việt Nam. Bài báo này cũng thu hút nhiều dân mạng Trung Quốc tham gia thảo luận. Một dân mạng cho rằng đừng đánh giá thấp bất kỳ vũ khí nào, nó không bao giờ ngừng hoạt động cho đến lúc giết người. Một người khác cho hay nó còn hơn không có gì, còn hơn cả áo chống đạn, có thể dựa vào các cuộc giao tranh để tấn công và làm cho tên lửa chống tăng của đối phương trở nên vô dụng. Nó không phải là tồi tệ hơn, di chuyển chậm hơn, chết nhanh hơn, than ôi. Nếu không có hệ thống chiến thuật tiên tiến, chúng đã chết thật rồi, kể cả xe tăng T-72 của Iraq và M1 của Hoa Kỳ. Nếu có được hoán đổi trong chiến tranh vùng vịnh, Iraq vẫn sẽ chết bởi vì hầu hết T-72 không hề bị M1 tiêu diệt. Một dân mạng khác cảnh giác, thứ này là sản phẩm của Liên Xô cũ, điều đằng sau và nhanh không thể nói là vô dụng. Trong môi trường tác chiến dự kiến lúc bấy giờ, nó vẫn có khả năng tác chiến xung kích rất lớn. Cứ thử nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng. Hàng nghìn thứ này dày đặc kèm theo sự tấn công thần tốc của xe tăng, đó có thể gọi là một dòng chảy thép thực sự. Tất nhiên, với sự phát triển và thay đổi tình hình quốc tế, thứ này đã thực sự lỗi thời, nhưng hậu duệ của nó rất thịnh vượng. Một người khác cho hay xe thiết giáp Type 63, Type 85, không biết bạn đã từng ngồi vào đó hay chưa, chưa hình dung được cảm giác lái thoải mái. Đồng thời, BMP-1 thoải mái hơn nhiều so với xe sản xuất trong nước và tỷ lệ sử dụng không gian bên trong là tuyệt vời hơn so với Type 85 sản xuất trong nước. Súng không thoải mái và nó cũng không liên quan đến chiều dài, hình dạng của súng. Một người cho rằng tiến quân ở Việt Nam không thích hợp cho xe thiết giáp quy mô lớn, chỉ thích hợp tiến công, chiến tranh du kích và rừng rậm. Xe tăng và xe bọc thép chỉ hữu ích trong các trận chiến bao vây. Một người khác, Việt Nam có thay đổi như vậy là không tệ, dù sao cũng có nền tảng công nghệ tiên tiến. Một người đánh giá, trong toàn bộ quân đội quái vật châu Á, Việt Nam tuy không mạnh nhưng vẫn có chỗ đứng. Dù sao rừng rậm, nhiều trang bị hạng nặng có hạn như vậy là đủ để họ xưng vương. Một người khác nói, từ đầu hồi đó chúng ta cũng vậy, chỉ có vài thập kỷ gần đây chúng ta mới thoát khỏi cái bóng vũ khí kiểu Liên Xô. Có thể thấy, mặc dù nhà báo đánh giá không cao và cho rằng xe chiến đấu bộ binh XCB-01 của Việt Nam chỉ như là mục tiêu sống, nhưng dân mạng Trung Quốc vẫn tỏ rõ sự cảnh giác và cho rằng không có vũ khí nào là không nguy hiểm, ít ra có vẫn hơn là không có gì. Trong chiến đấu, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra và cho nên không được chủ quan với Việt Nam. Tất nhiên, với công nghiệp quốc phòng Việt Nam thì việc có thể tự sản xuất XCB-01 là một bước đột phá lớn rồi, không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có thể làm điều tương tự. Sản xuất xe chiến đấu bộ binh không phải dễ, dần dần Việt Nam sẽ cải tiến, nâng cấp sâu hơn và XCB-1 sẽ ngày càng hoàn thiện và nguy hiểm hơn. Mỹ, Australia hợp tác đối phó động thái quân sự của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Australia thống nhất về việc hợp tác để đối phó với các động thái quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Trong cuộc gặp vừa qua tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã bày tỏ sự thống nhất về việc đối phó các hoạt động quân sự gây bất ổn định của Trung Quốc. Cuộc gặp này nằm trong khuôn khổ cuộc tham vấn cấp Bộ trưởng Mỹ-Australia diễn ra vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace sẽ tới Washington họp với hai người đồng cấp Mỹ và Australia. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa bộ trưởng ba nước thuộc thỏa thuận an ninh AUKUS. Nhóm công nghệ quốc phòng của Australia, Mỹ và Anh đã được thành lập để cung cấp công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Canberra.
Cuộc họp AUKUS đến trong bối cảnh ba nước có hạn chót tới tháng 3 năm sau để quyết định xem đội tàu của Australia sẽ dùng công nghệ Mỹ hay Anh, cũng như lộ trình cho hạm đội của Canberra. Australia cho biết họ cần tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có tầm hoạt động xa và khả năng tàng hình. Chúng sẽ mang theo vũ khí thông thường. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ với Trung Quốc công bố tuần trước cho rằng Bắc Kinh dường như đã thực hiện một nỗ lực ngoại giao để khiến AUKUS bị hủy bỏ. Lầu Năm Góc nhận định Trung Quốc định nghĩa không chính xác với AUKUS như một hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân. Canberra cho biết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mà Australia tham gia không cấm khí tài sử dụng động cơ hạt nhân, một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa hai bộ trưởng nhấn mạnh Australia và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng bao gồm cả hợp tác công nghệ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia và là thị trường xuất khẩu quặng sắt hàng đầu, nhưng Canberra ngày càng lo ngại về các động thái của Bắc Kinh ở Nam Thái Bình Dương sau khi nước này ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon trong năm nay. Các nhà ngoại giao Australia cho biết cuộc gặp giữa Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng trước tại G20 là một bước tiến hướng tới bình thường hóa quan hệ nhưng sẽ không mang lại sự thay đổi trong chính sách quốc phòng của Canberra. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Ký xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.